Chắc các bạn hôm nay mình trồng cái này cũng là sau khi mà lấy hết đất ra hết rồi á, thì các bạn phải là trồng cái bông này là bằng nước bằng thủy canh. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là không có cho nước nó nằm ở đây đó. Cái này là cái gốc của nó đây, chỉ rễ thôi, nước thôi. Ước thì nó sẽ thúi gốc thì các bạn đầu dùng để bớt này để bỏ trong cái thúi gốc.